Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Stylash Monster Hunter là tựa game thu thể loại giữa casual với lối chơi đơn giản do ICC Game phát hành. Đến với game, bạn sẽ được phát triển sức mạnh cho thợ săn quái vật Gero bằng cách xây máy đánh bạc kiếm trang bị. Trò chơi sử dụng nền đồ họa hoạt hình 2D tươi sáng với phần tạo hình của thợ săn quái vật Gero trông khá là ngộ nghĩnh. Đi kèm theo đó là phần nhạc nền với những giai điệu fantasy cùng hiệu ứng âm thanh được thể hiện một cách sống động. Về phần gameplay thì tỏ ra đơn giản với việc người chơi sẽ được cho sẵn một số lượt xoay máy đánh bạc từ lúc bắt đầu. Khi đó mỗi lần xoay máy đánh bạc thì game thủ sẽ có cơ hội xoay ra những thứ như là rương báu vàng được thêm lượt xoay. Rương báu mở ra cũng chính là trang bị ngẫu nhiên để bạn lựa chọn cho nhân vật thợ săn quái vật Gero của bạn dùng. Hệ thống trang bị của nhân vật thợ săn quái vật Gero có bao gồm 12 loại khác nhau cùng 9 mức bậc màu phẩm chất. Với trang bị mở ra có chất lượng kém hơn thứ nhân vật đang dùng thì sẽ được bán để đổi về vàng và XP cho nhân vật. Bên cạnh đó bạn còn có thể sử dụng vàng để nâng cấp cho máy đánh bạc, giúp nâng tỷ lệ mở ra các trang bị phẩm chất cao. Và khi thấy nhân vật đã phát triển đủ mạnh thì người chơi có thể cho nhân vật đi phiêu lưu chiến đấu với bọn quái vật. Lúc này trong mỗi màn, nhân vật sẽ chiến đấu theo lượt với quái vật và chiến thắng sẽ nhận về lượt quay phiếu tăng tốc. Ngoài ra game còn có hoạt động VB là đấu trường cho bạn thách đấu với những người chơi khác để leo bảng xếp hạng. Song song đó còn có các loại hoạt động VE như boss, tháp và boss bí ẩn cho bạn tham gia và kiếm về phần thưởng. Quyền ở AFK Mobi, core mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi?